Chẳng hạn ví dụ hôm nay mình đăng hai cái video lên thì nó tự xóa đi một cái không anh Quyền? Hai cái video á? Ừ. Không. Không sao ạ? Nó không xóa đi đâu. Nhưng mà mình có bị làm sao không? Anh bị như vậy bao giờ chưa? Nó còn báo là video này nó tải lên ở kênh này ấy, bây giờ nó có báo nhất rồi. Nó không sao gì. Lúc nó chưa quét thì nó không sao. Nếu nó quét thì nó tắt đi. Tắt một cái này là nó tắt hết cả kênh. Cả kênh luôn. Ừ. À. Nó quét không đợt mà, nhưng mà nó quét đâu. Này mình không để ý nào phòng đấy vậy. Thank you.
loại cái xốp ở Việt Nam hay xốp nước ngoài kìa? Việt Nam. Việt Nam nhảy đi. Nước xốp nước ngoài. Ôi giời, phải có cái đi đến nửa tháng. Chuyện đó. Nửa tháng đây có đợi.